Kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa các đồng chí, tôi tên là Lô Thị Đai Trang, dân tộc Thái, đại diện cho tuổi trẻ huyện Tương Dương. Xin báo cáo về chủ đề phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới tại huyện miền núi Tương Dương. Kính thưa toàn thể quý vị, Tương Dương là huyện miền núi 30A của tỉnh Nghệ An, cách trung tâm thành phố Vinh gần 200 km. Nơi đây là địa bàn sinh sống của 6 dân tộc anh em, gồm Thái, Kinh, Mông, Khơ Mú, Ơ Đu và Tây Pọng. Bước vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Tương Dương gặp nhiều khó khăn, điểm xuất phát thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí không đồng đều, địa hình đồi núi dốc, phức tạp, khí hậu thất thường, cơ sở hạ tầng thiếu và chưa đồng bộ, tư tưởng trông chờ ỷ lại trong một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân còn nặng nề. Tuy vậy, đảng bộ và nhân dân huyện Tương Dương nhận thức rõ, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của chính phủ là một chủ trương hết sức đúng đắn của đảng và nhà nước, rất thiết thực và phù hợp với đặc điểm huyện Tương Dương trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, đúng với tinh thần xây dựng ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn miền núi ở huyện Tương Dương đã có nhiều khởi sắc. Trong những năm qua, Tương Dương được tỉnh đánh giá là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở vùng miền núi và là huyện 30A đầu tiên của cả nước xây dựng thành công 5 xã về đích nông thôn mới, gồm Tam Quang, Tam Đinh, Tam Thái, Thạch Giám, xã Lượng, trong đó có một xã biên giới Tam Quang. Các xã còn lại tăng từ 3 đến 7 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Đặc biệt, mặc dù là huyện nghèo, nhưng Tương Dương không có nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 73% năm 2010, nay xuống còn trên 19%. Để đạt được những kết quả trên, toàn huyện đã khắc phục những khó khăn, nỗ lực thực hiện đồng bộ có hiệu quả các chủ trương giải pháp của cấp ủy, chính quyền huyện, sự chỉ đạo vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và quan trọng nhất là sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong đó có lực lượng đoàn viên thanh niên với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo đã phát huy vai trò của mình trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Với phương châm, mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở đoàn một việc làm thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Ban Thường vụ huyện đoàn Tương Dương đã triển khai thực hiện phong trào tuổi trẻ Tương Dương chung tay xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo thực hiện triển khai nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực quan, thông qua các cuộc sinh hoạt toàn đoàn, sinh hoạt chi đoàn, lồng ghép trong các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo và nhân dân, hay là triển khai các văn bản về xây dựng nông thôn mới, nhằm làm nâng cao nhận thức vai trò, vị trí, trách nhiệm của mỗi công dân trong việc thực hiện các tiêu chí, các phần việc, các công trình tham gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường tuyên truyền các hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng hay các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, lập fanpage huyện đoàn Tương Dương để phản ánh về hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới của đoàn thanh niên. Đặc biệt là những bài viết nêu cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, phản ánh những mô hình điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tuyên truyền nhân dân và đoàn viên thanh niên, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy hiệu quả hình thức tuyên truyền trực quan, sân khấu hóa tại các địa phương. Năm 2014, Ban Thường vụ huyện đoàn đã phối hợp với các ban ngành liên quan, tổ chức thành công hội thi tuyên truyền nông thôn mới cho đoàn viên thanh niên và đông đảo nhân dân trên địa bàn toàn huyện, tham gia hội thi cấp tỉnh và đạt giải nhất toàn cụm. Phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới được triển khai một cách đồng bộ, có hiệu quả. Các hoạt động tình nguyện tại chỗ như làm đường giao thông nông thôn, xây dựng sân bóng chuyền, nạo vét kênh mương hay làm các công trình thủy lợi được thường xuyên triển khai có hiệu quả. Trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay, toàn huyện đã xây dựng thành công hàng trăm công trình phân việc thanh niên, góp phần xây dựng hạ tầng ở nông thôn, tiêu biểu như
công trình làm mới 1.800 m bờ rào cho các hộ dân tại bản Lau, xã Thạch Giáng, công trình khoét núi mở hơn 3,1 km đường đất tại xã Hữu Khuông, công trình đường điện thắp sáng đường quê tại xã Tam Thái, xã Yên Hoa. Từ năm 2011 đến nay, tuổi trẻ huyện Tương Dương đã đổ bê tông, làm đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 4.500 m và đào mới hơn 1.700 m đường đất với kinh phí trị giá hàng tỷ đồng, được thực hiện theo phương châm thanh niên làm, nhà nước hỗ trợ, xây dựng được 85 sân bóng chuyền tại các bản làng, hàng năm nạo vét và gia cố hệ thống kênh thủy lợi với chiều dài hàng chục km. 100% đoàn cơ sở và đoàn trực thuộc thực hiện các hoạt động các phần việc thanh niên bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Duy trì thực hiện phong trào ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh với các hoạt động thiết thực như vệ sinh đoạn đường thanh niên tự quản, giải quyết các tụ điểm ô nhiễm môi trường, xây dựng con đường bích họa, đường hoa thanh niên, chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai trồng được hàng nghìn cây xanh. Phối hợp với nhân dân tu sửa lại các công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, triển khai xây dựng 20 nhà tiêu hợp vệ sinh tại xã Tam Hợp, chỉ đạo đoàn xã Yên Hoa hỗ trợ đào 20 hố rác, xây 120 hố rác gia đình tại bản Đinh Yến, bản Ngọn. Đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp, tuyên truyền đoàn viên thanh niên và nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi, phát triển sản xuất, khoanh nuôi bảo vệ rừng, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước xóa đói giảm nghèo. Xây dựng các kế hoạch hỗ trợ thanh niên để thanh niên có điều kiện khởi nghiệp lập nghiệp ngay chính trên mảnh đất quê hương mình, gắn với việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, có nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu như mô hình trồng cây ăn quả của đồng chí Lê Đăng Dân ở xã Tam Quang, mô hình trồng chanh leo của đồng chí Mong Văn Hợi ở xã Nhôn Mai, mô hình nuôi bò nhốt của đồng chí Lô Thái Vũ ở xã Yên Hoa. Vận động đoàn viên thanh niên đi đâu trong việc phong trào tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, gương mẫu thực hiện hương ước của cộng đồng, nhất là việc thực hành tiết kiệm văn minh trong đám cưới, đám tang, tham gia các hoạt động lễ hội lành mạnh. Phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được quan tâm, như phối hợp thực hiện tốt công tác vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, duy trì 18 câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật, 18 câu lạc bộ thắp sáng niềm tin, xây dựng bản không có ma túy ở xã Lượng, Nhôn Mai, Mai Sơn. Công tác phát triển đoàn viên được chú trọng, từ năm 2011 đến nay đã tổ chức được 126 lớp đối tượng đoàn, kết nạp 6.300 thanh niên ưu tú vào tổ chức đoàn. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, kết nạp, từ năm 2011 đến nay đã có 1.439 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào đảng. Tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 đến tận đoàn viên thanh niên và nhân dân, vận động các mạnh thường quân ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, tham gia nấu ăn, tặng quà tại các khu cách ly. Đặc biệt vào tháng 6 năm 2021, khi dịch bùng phát ở Chăm Puông, thì hàng trăm đoàn viên thanh niên đã xung phong vào tâm dịch Chăm Puông để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh. Để tiếp tục phát huy vai trò của đoàn thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới, tuổi trẻ huyện Tương Dương tiếp tục thực hiện các giải pháp sau. 1. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. 2. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động để làm thay đổi nhận thức của cán bộ đoàn, của đoàn viên thanh niên về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từ đó có trách nhiệm trong việc chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. 3. Chỉ đạo các cơ sở đoàn chủ động đảm nhận các công trình phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. 4. Lựa chọn các tiêu chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn và đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của thanh niên nông thôn tại cơ sở. 5. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ về vốn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng thị trường, phát triển ngành nghề mới, phát triển các mô hình câu lạc bộ hợp tác xã thanh niên. 6. Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các địa phương trong và ngoài huyện. Các công trình, các phần việc, các hoạt động của đoàn thanh niên luôn xuất phát từ trái tim tình nguyện, từ sự nhiệt huyết, tính xung kích của tuổi trẻ huyện Tương Dương trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Để rồi từ đó, màu áo xanh thanh niên tình nguyện sẽ trở thành hình ảnh đẹp,
khổ quên trong lòng người dân trên mỗi công trình phân việc mà tuổi trẻ huyện nhà đã đi qua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.